xuôi về phương Nam theo quốc lộ 1A, huyện Trần Đề cách thành phố Cần Thơ khoảng 100 km. Niềm mong chờ khám phá món ngon xứ biển khiến chúng tôi cảm thấy đoạn đường như gần hơn. Lần đầu tiên đến, gió biển thổi bay mọi khái niệm về một vùng đất khô cằn nắng cháy, thay vào đó là phối cảnh một thị trấn sung túc, tàu thuyền tấp nập. Không sai khi nói, cảng Trần Đề là nút giao quan trọng, vừa gần với ngư trường Biển Đông, vừa thuận lợi cho cả tàu thuyền hoạt động khu vực biển Tây Nam. Thưa quý vị, cảng Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng là một trong 10 cảng cá lớn nhất của cả nước. Đây là địa điểm giao thương trao đổi hàng hóa với khoảng 16.000 lượt tàu cập bến mỗi năm. Trung bình, mỗi năm có khoảng 80.000 tấn thủy hải sản tập trung qua cảng. Chính vì vậy, nơi đây rất phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá. Vậy là, chúng tôi đã đúng khi chọn đây là địa điểm đầu tiên trong cuộc hành trình đi tìm sản vật. Từ cảng Trần Đề, lần theo mùi cá biển, không khó để tìm đến làng khô truyền thống mấy mươi năm gian mình đón nắng. Hình như ở đây, bao nhiêu sản vật đánh bắt được, người ta đều có thể chế biến thành khô. Cá lù đù, cá ngát, cá lưỡi trâu và cá khoai. Lọt vào đây, đúng như lọt vào Dương quốc của đặc sản. Chú Hậu ơi, ở đây trong tất cả các con cá mà làm khô này, theo chú thì con cá nào làm khô ngon nhất? Nếu mà theo cá mặn thì cá này là ngon nhất. Đù đù là ngon nhất hả? Con cá này là mình phơi được bao nhiêu nắng hả chú Hậu? Mới phơi sáng hả? Mới sáng giờ mà nó khô vậy? Thường thì mình phơi khoảng bao nhiêu nắng thì mình đem đi bán được? Thì thường như khi tỉnh như khô nó dội với chảm này thì nó bán, nó đem đi bán liền. Tức là trời mà nắng cỡ này là chỉ nắng một ngày một? Ngày một. Mình tiêu thụ ở đâu hả chú? Ở đây thì tiêu thụ tùm lum hết trơn á. Ở Trà Quýt, Sóc Trăng, rồi Cần Thơ cũng có nữa. Gia đình này sống bằng nghề làm khô đã trên 30 năm, nên bất kể ai, hễ nói tới con khô, mọi bí quyết thưởng thức dường như có sẵn từ trong bụng. Chị Úc ơi, cái con cá lù đù này mình làm gì ăn ngon hả chị? Cá lù đù này nè, còn tươi á thì mình chiên xả ớt á, mình muối mình chiên xả ớt. Còn như nó khô như vậy nè thì mình đem về mình chiên, chiên xong cái mình sấy mỡ tỏi xong mình bỏ nó vô, mình ngào với giấm đường. Cho nó sền sệt Cho nó sền sệt, giấm đường á mình đem quậy xong đúng không? Sắc hành khúc khúc gì bỏ vô rồi ăn ngon đó. Ăn với cơm nguội. Ăn với cơm nguội ngon lắm. Không tin phải không? Không tin lát về cho miếng vậy, đem về. Dạ. Cho vài ký đem về ăn rồi mai mốt quay lại nữa. Cùng người dân giang mình dưới cái nắng đổ lửa, chúng tôi hiểu nghề này khá vất vả, nhưng đổi lại ai cũng vui. Nhờ nó, hơn 20 hộ dân ở Trần Đề có cuộc sống sung túc và hàng trăm lao động có việc làm ổn định. Tặng một tô vàng đá thảo nha. Dạ, cảm ơn chị. Về ăn ngon quảng cáo nha. Rồi, thêm về chị ơi. Không vội thưởng thức, chúng tôi quyết định chia tay làng khô để tìm đến một xóm biển, hy vọng sưu tầm được món đặc sản thứ hai cho bữa cơm chiều. Ngày sắp kết thúc, nhưng mọi hoạt động của ngư dân ở đây dường như chỉ mới bắt đầu. 2 ngày cho một chuyến biển, chiếc tàu trở về mang theo gần 700 ký cá. Bữa nay mình có cá khoai nhiều không? Chở 450 ký. Vậy là chúng à. Đầy ắp lù đù và cá khoai tươi, bù cho những lần vươn khơi từ quề đến lỗ. Rất may mắn cho chúng tôi là chiều nay chúng tôi ghé ngay xóm biển ở xã Trung Bình của huyện Trần Đề. Có một chiếc tàu cá của ngư dân vừa cập bến, cho chúng tôi quyết định nấu món cá khoai nấu ngót. Ngày đầu, cá khoai nấu ngót mà ăn chung với khô lù đù chiên giấm đường thì bắt cơm lắm. Điểm danh nguyên liệu xem nào. Với sự hỗ trợ của cô Khoan, thổ địa ở đây, chúng tôi tự tin trở thành những vị đầu bếp bất đắc dĩ. Biết rằng tỏi phi và cà chua có thể đánh bay mùi tanh, nhưng chế biến cá khoai tươi thì cũng cần có bí quyết.
bột ngọt, muối. Rồi, nêm nếm xong xuôi đồ ăn này. Cá là mình bỏ sau cùng hay sao cô? Tại vì con cá đó, con nấu lâu là nó bị gã. Nhưng mấy con cá về mình phơi khô thì nó ra được con cá lợi nhất không cô? Ra được lợi nhất rồi. Đói bụng, nghe mùi đói bụng. Ê, cái này mình đem lên mình mới chế chanh. Chanh mình nhắc xuống mình hả để, nếu mà để vô nó đắng. Chúng tôi tiếp tục chế biến món thứ hai với nhiều thắc mắc. Không biết con khô lù đù ngay tại vùng nguyên liệu thì có gì đặc biệt và ăn làm sao thì mới đúng cách. Kéo sắt còn tay. Tò mò chờ đợi. Và chúng tôi được biết độ hấp dẫn của món này 50% nằm ở con khô, còn 50% quyết định bởi nước sốt giấm đường. Bỏ con cá vô chảo. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ngấm dần, làm cân bằng độ mặn trong từng thớ thịt. Đúng rồi. Rồi, khét chảo. Lên khét chảo đi ông ơi. Rồi. Ngon quá, chưa ăn nữa thấy ngon rồi đó. Bây giờ chúng tôi đã biết tại sao ăn khô lù đù ngay tại xứ biển lại ngon đến như vậy. Thịt khô vừa mềm, vừa thơm bùi, không cứng và mặn đắng như khô mua ở chợ xứ khác. Còn các khoai tươi nấu ngót, thịt ngọt, xương mềm, đơn giản mà giàu dinh dưỡng. Ngon quá, bởi vì nhanh nấu rất là ngon. Bữa cơm chiều hơi muộn, nhưng thật sự ngon. Không hẳn vì chúng tôi được nếm vị của đặc sản, mà còn vì những câu chuyện kể có giọt mồ hôi hòa trong hơi thở của người dân xóm biển. Bắt cá rồi nếm mình hát bằng luôn. Thủy triều rút cạn là lúc cả người lớn và trẻ em bắt đầu cho cuộc hành trình đi tìm sản vật. Mong là tấm ván mỏng, được thiết kế tay cầm, khoang chứa. Hàng trăm năm qua, người dân ở Trần Đề đã biết dùng nó lướt trên mặt bùn để đi bắt cua, bắt cá. Sự sáng tạo đã giúp người dân di chuyển chuyên nghiệp như những cua rơ trên đường đua bất tận. Chắc chị Lan anh chạy trước con cua. Cua đi, cố lên, cố lên, cố lên. Thưa quý vị, thật ngưỡng mộ những người theo nghề trượt mông thử trải nghiệm cùng các anh chỉ 1-2-3 cây số thôi nhưng mà đã mỏi rã rời cả hai tay hai chân. Không hiểu sao những người theo nghề lại có thể trượt cả 100 cây số một ngày. Khoan khoan, hang này hình như có cá nè. Đâu đâu đâu, đây đây nè. Mình nhìn sao mình biết có cá hả anh cọ? Nó có cái lỗ gì nè. À, nó là cái lỗ đất. Rồi hang này không ở rồi. Trời, thôi cái hang này nó chừng có à. Rồi đạp sao mình lấy nó lên anh? Đạp là nó chạy lên á. Vậy hả? Để anh đạp cho coi nè. Đó. Vậy đó. Đó. Wow, ê, câu chuyện nó đâm. Ê, từ từ có chuyện nó đâm. Anh coi, thường một hang vậy thì khoảng bao nhiêu con? Một hang vậy là thường hai con, rồi nó sanh nở ra có khoảng 1.000 trên 1.000 con nữa mà mình bắt chỉ cá mẹ với cá đực, mình thả lại con cá con để sau này cho nó sanh sản được lớn cho cái tài nguyên nó được nhiều hơn. Bình thường là mình có hay bắt được cá bự như vậy không? Còn bự nữa. Vậy hả? Còn thả một con như 3-4 ký nữa. Em thấy nó có mấy cái gai nhọn nè, có khi nào mà mình bị nó đâm không? Cũng bị hoài à, cái nghề này nó đúng ra mà nhất lắm nha. Tính ra nghề nào cũng có cái nguy hiểm của nghề đó. Để vô coi chừng nó nhảy. Coi chừng nó nhảy à. Nè, cái hang nó vậy nó đục đục vậy đó. Mỏ. Để em đạp thử coi anh. Đạp thử coi. Đụng nó là nó chạy lên nè. Đâu thấy con gì đâu. Ê. Coi nè, nè. Nè, coi chừng đạp trúng ghê, coi chừng đạp trúng. Nhẹ. Nè, cái đầu nó lòi lên đây rồi. Đó.
Trời ơi. Bự hơn con nãy luôn. Con cá này con cắt cái. À vậy là chắc một cặp nó ở gần gần đây nè đúng không? Ừ. Quá trời luôn. Quá trời trứng nè. Cái này mà nấu canh chua là hết sảy luôn á. Bữa nay vậy là mình trúng bánh nè anh cậu. Trúng bánh mà nhiều bữa không có nữa, nhiều lúc về tay không. Mình đi hái bần đi, về làm cá ngát nấu bần anh. Gian bãi bồi ở Mỏ Ó, bần mọc nhiều vô số kể. Ngoài nhiệm vụ giữ đất, loài cây dại này còn là nguyên liệu độc đáo trong ẩm thực phương Nam. Không gì thú vị hơn khi được len lỏi qua những vạt bần, rồi tận tay hái trái bần chín đem về nấu lẩu. Theo anh Cò về nhà, chúng tôi hiểu hơn hoàn cảnh của gần 40 hộ dân sống bằng nghề trượt mông ở Trần Đề. Họ, những hộ nghèo không đất, sống tạm bợ ngoài chân đê. Mọi thứ chỉ trông chờ vào sản vật mà thiên nhiên ban tặng. Của bần chín dễ chịu nha. Mình nấu cho nó chín dầm ra mình lấy nước ăn. Đúng rồi, mình dầm ra mình lấy cái chất chua nó. Ăn mà ăn cá ngát nấu bần là phải ăn muối ớt mà phải là muối hột mới đúng bài. Trời tới đi. Con cá gác mình là nấu canh chua bằng rất là ngon. Thịt nó dai. Dai rồi nó ngọt ngon nữa đó. Rồi thêm muống rau muống nha. Công nhận về đây ăn cái gì cũng ngon cũng tươi hết trơn ha anh ha. Đúng rồi. Cá mới bắt thịt ngọt dễ sợ. Thức ăn tươi ngon, người dân thiệt thà, hiếu khách đã làm chúng tôi cảm thấy yêu hơn vùng đất này. Thứ cảm giác yêu thương nhưng không hề dễ chịu. Vì chúng tôi biết, chỉ khi đón khách thì những con cá tươi ngon mới được giữ lại, làm sung túc bữa cơm gia đình. Đến Trần Đề lần này, hiện thấy sao? Đúng là được về xứ biển, được thưởng thức các sản vật do người dân vừa đánh bắt thì không thể chê vào đâu được. Và điều làm cho mình nhớ nhất, đó không chỉ là những món ăn ngon, mà còn có những khó khăn, nỗi trăn trở của hàng chục hộ dân sống bằng nghề trượt mông ở Trần Đề. Theo Hiển được biết thì Sóc Trăng còn có các đặc sản như là bánh bía nè, xá bấu nè và bún nước lèo ngon hết sảy nữa. Và chắc chắn đó sẽ là những món ngon mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay khi trở lại Sóc Trăng một lần nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.